mới quải cái thùng đứng lên, nó xích cái vò tượng mà xịt lúa đó. Dạ. Kêu thằng kia mày gắn lên tao ơi. Thằng kia nó khòm, vừa khòm xuống gắn, vừa gắn lên nó có chát. Thằng này mới quay cái thùng đi, lần quay lên lần đi nữa nó chơi lên cái thùng. Dạ. Vừa quay lên là quất cái chát ra, quỷ xuống liền. Nhào xuống liền. Mà cái kia xét nó nhỏ ha, chứ không có lớn. Không có tiếng nhỏ hơn lớn. Rồi hai thằng anh nó chạy lên, ôm lên là con hắt là máu lỗ tai ra. Hết cứu rồi. Dạ. Hello, xin chào toàn thể của chú anh chị các bạn nha. Thì hiện tại giờ mình đang ở quán cà phê. Thì ở đây nó gần cái nhà của một người anh mà chứng kiến cái vụ mà sét đánh chết hai người đó nha. Thì mình hiện tại mình đang ngồi cái cửa nhà của ảnh, nhưng mình không biết có ảnh ở nhà hay không nữa. Thì hôm trước mình đến quay cái hiện trường đó, thì mình có tìm ảnh mà ảnh có nhà. Thì hôm nay mình cố tình mình đến và cũng như là mình sẽ phỏng vấn ảnh hôm đó anh thấy thế nào, cũng như là chứng kiến cái sao cái nhà, cũng như là sẵn mình hỏi luôn cái nơi của hai người chết ở đâu á, để có thể mình đến đó xem để mình có thể giúp được chút đỉnh nhân đàn hay không, thì nhân đàn mình cúng kiến á. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô trong cái nhà. Cô ơi, cô ở đây cô có biết cái vụ bị sét đánh không? Con bị trên này, là bị trên này hỏi dành bon luôn hay nhà luôn. Ngay hẻm này nè. Dạ, tại con không biết là cái anh gì tên bị trên túi á. Không biết có nhà không biết. Nó có đường hẻm vô cặp thử nè. Thì cái băng dòng họ nó đi giống chở xác gì mà. Ủa vậy hả? Mà biết anh có nhà không biết. Ngay chụp thử cái. Dạ. Hỏi đi. Dạ. Mà vô trọng mà chở xác mấy người bị đánh về á, không đi đồng hết à? Đi đồng hết rồi. Giờ này lỡ ai đâu đó không con ơi. Tổng dân đang ngủ không mặn trần. Có nhà ở trong đó rồi, mà nó có nhà. Đi luôn hết trần. Ở bà còn trọng á. Bà trọng. Vợ không trọng. Vợ. Xả đất cái bà trọng á. Bà trọng á, đi không khỏi bà. Xả đất cái bà. Hôm đó thì gặp vợ rồi, nhưng mà cái là tại vì muốn nghe nói là anh chứng kiến cái vụ đó. Mấy bà ở ngoài này có ai đâu chứng kiến, có mấy ông vô khi gì chứng kiến chứ ai đâu phải chứ, không phải đi sáng sớm mà nó nghe nói anh Vinh anh chứng kiến gì đó. Vinh là Vinh cũng sưng chung mà nó còn cũng sưng á, cũng sưng đó lại nó là bố thằng xã mà hai người chết đó. Bà này mà nó hôm mới ra hôm qua giờ nó về giống rồi. Ừ, thằng đó là xã chung đó, nó mới ra gì mà muốn tại nghe nó anh chứng kiến như anh vô lấy đó, anh đem xác về đó. Không nói không ai đem xác về mà nó tại đó luôn. Đứng tại đó luôn bằng chung luôn. Như là chung luôn cũng như là hai thằng phải không? Hai thằng ngồi được trên. Vậy đó, kia nó thằng anh dễ nó ngồi được dưới chút. Rồi Vũ đi về thì thằng được trên đó nó vừa quải bình lên. Xúc cái nó qua xuống. Kêu thằng nào quá cắn lên. Chết thì nó nổ cái chát thì hai thằng này đi cắt có chín thước à. Chín mười thước trả lời à. Dạ. Anh dễ đó đi sau nghe nghe nó cũng nó còn hai bờ nó bụng nè, có bờ hai ngàn hai lên nói lên ra máu lỗ mũi lỗ tai. Vậy là hai cái người mà ngồi kế bên thì cách 9 mét thôi hả? Thì hai người hai thằng Vinh đó là cách có 9-10 mét à. Trời. Ừ, là không phải là trời đánh một cái ầm, mà có cái là như là điện nó nhắn nhau nó nổ cái chát vậy đó. Đúng, có tia xét luôn. Ừ, cái tia xét nó nổ cái chát vậy đó. Là hai thằng đó cũng bình tĩnh nữa. Đi cho cách 9-10 thước nó cũng bình thường à. Thì nghe nổ cái chát thôi là ngã một bờ này. Thì nó thằng ấp xuống thằng này. Mà mình có biết là cái nhà của hai người đó đâu không con? Dưới Phú Sừng á, Phú Mỹ á. Ở chùa cái chỗ ngoài chùa cái xanh chút. Nào bây giờ hỏi hai đó là ai cũng biết chưa? Chùa cây xanh. Đây nè, đấy mình đi nào ra đây đi nè. Xuống đi xuống mà bệnh viện, chỗ ngã tư đó. Bệnh viện. Cái đường vô bệnh viện đó.
chạy thẳng vô, chạy thẳng vô chùa Cây Xanh. Chùa Cây Xanh là gần đó ha. Vô trong nhà có thằng Hồng Nguyên mà bị trời đánh. Mà còn muốn chạy nữa là chạy đường vô Phúc Sơn, chạy đường Môn Chùa ha, chạy đường Môn Kinh gì đó. Môn Kinh vô ngay chỗ Phúc Sơn cứ chạy xuống, xuống khỏi khỏi thành Nam trời đánh. Vậy là mình lại chắc cái chùa ngoài chùa Cây Xanh là mình hỏi tôi biết ha. Thì vô đường bệnh viện đó, vô nổi đi hỏi người ta chị. Tôi biết chứ, à tới hai thằng chết được rồi là tôi đồn gì chở cho đăng lên phải không? Dạ đang làm YouTube. Tại cái hôm hay là qua hôm sau rồi, nghe tin là qua hôm sau rồi, bảy xuồng gì hai tháng mấy ngày hôm sau rồi chạy đi chưa xuống nhà đó. Cũng biết địa chỉ trong kia bé lên đây chỉ cho địa chỉ, đâu biết đâu mình gỡ. Bữa đó tao đi mà giấy. Dạ không biết, không biết ai biết cái chân mình. Bữa đó có chưa hang này nè, đi ấy gọi đi sớm mai chiều cái gì hai anh em mà chú bác cái thằng Nam á là con từ người thuốc mà nó lớn tuổi là Nguyên mới 32, còn kia 36 mới gia viên cho Phúc Sinh con bác ngoại nè, nó xe còn gửi đây kìa, xe nó gửi rồi chưa đem về nó chèo xe ai đâu trong nhà kìa, trong nhà của anh Vinh nè, đây nè, bỏ nhà bỏ qua bà chị còn xe anh kia anh qua anh lên lấy rồi, còn lấy anh chiếc của thằng ốm á, coi quay được hết à? Xe không mình đứng mình nhìn được không hả? Có xe không? Có xe không ạ? Bữa đó dựng cảnh không kìa. Chạy quay cái xe cũng được. Có xe không bảo à? Không, xe có gì đâu. Có xe không bảo cho nó chạy kìa. Ở dưới đó. Đây không có sao không? Đây nó cũng... Mười mấy cây số mà vô đó nữa chắc hai cỡ 20 cây số. Hai mấy ngày à? Vô chỗ xanh cỡ... Đây xuống cái đường thôi, phải đánh đi. Phải đây, mà đây có đi tiếng dưới cho tiền nè. Mới đi rồi, phải biết rồi, hỏi chút xíu nữa. Ủa vậy hả? Chạy xuống dưới lặng cho tiền. Ủa, mỗi gia đình hay đó, khổ không? Khổ. Đi mà đi xịt mướn không mà xịt sâu mướn. Tại thì cũng muốn dưới rồi mình gỡ tiền nhân đèn nọ tiếp gì đó. Thì con đi dưới đây. Bà nó xuống nói đi nè, mới hỏi mới đi. Thì bà cũng xuống dưới bà hỏi tên đó. Đâu biết chưa? Người ta vô đó là ai cũng biết chưa? Dạ tại vì định là nghe nói là anh Vinh là người chứng kiến, định là ở đây là rèm anh Vinh, nhưng mà bây giờ mình không biết là anh Vinh hiện tại có đây không, mình cũng không biết nữa. Tại hôm trước là có vợ hỏi gặp chị là vợ ảnh rồi, chị với chị Dũng đó, chị Dũng đó bây giờ hả? Vợ nó ở Phúc Sơn đó. À chị ha, ủa vậy là người anh Vinh là ở gần hai người trước mắt luôn. Ở Phúc Sơn á, thằng Nam á là nó ở trên trên nó chốt. Phải nói kịp rồi đó mới đi luôn được rồi. Dạ. Có sao biết địa chỉ rồi cũng dễ tìm mà vậy sao cũng được. Nãy giờ nó quay mình đó. Không. Lắm máy à, quay nãy giờ. Là YouTube coi nha. Thôi quá ông đưa mặt lên kỳ lắm thôi. Có sao đâu, có chuyện mình nói thật thôi. Thôi. YouTube coi nè, hát này nè, này của đó nó trống nè. Gì đó mở, tôi mở lên coi. Đó mở đó. Trên Sang Ma Vlog. Sang Ma Vlog. Sang Ma Vlog hả? Dạ. Sao có. Cái vụ này là hôm trước cũng quay rồi. Quay rồi hả? Dạ. Hôm trước có đến quay mà cũng có người là biết, có người ở gần đây biết, nhưng mà họ coi thôi. Cửa nhà không à, không có ai đi trong đồng. Cửa nhà không à, không đi làm cửa hết trơn. Hôm đó loại ruộng trống quá trời xa. Xa lắm, không, chạy xe xa. Không, loại xe tới cái khúc à, còn cái khúc đi bộ xa lắm. Không, nó chúng chút hại chứ không xa không. Cả không mới đi giấy lúa gì. Cảm ơn mấy coi. Còn vậy quá, phải chơi rồi đi sớm hơn giờ này. Có dùng cho đây này qua nè. Mày đâu có biết đâu. Tại nhiên có số điện thoại ảnh thì anh được. Có số điện thoại không, mình điện mình hỏi ở đâu mà kia mình kiếm không. Mở cái mã dưới đó. Mở cái mã rồi. Mở mã qua hôm nay. Ngày nay nè. Mới cho mình
là cả nhà trơn đó, 12, 13, 14, đúng rồi, cả nhà trơn. Đó, cảm ơn mấy con. 12 giờ là tao mở cửa mở rồi, được rồi đó. Đây, đây, đây. Tới chút xíu mà. Tí đồng hồ chứ. Ủa rồi, đây là một người chú mà ginh sát của hai người bị sét đánh nha cả nhà. Chú cho con hỏi vài câu được không chú? Sao? Cho con hỏi là cái hôm mà hai người bị sét đánh trong đồng á, là chú ginh về hả? Đúng rồi, con thằng này là trực tiếp là chú lên trả lời khi kiếm đoạn khi giống á. Dạ. Yeah. Cháu đi về. Yeah. Cháu đi về đó là trong này có hai người đi xét đánh. Dạ. Yeah. Rồi thôi ngoài này sắp xếp thì có người nào đang tiếp khiên về. Dạ. Rồi lần này tôi với anh tôi mới chạy dọt xe chống là vừa lấy cây với giống. À cái mình ginh á, mình ginh đó, mình ginh vô nó đậu ở dưới một tớp, ở trong tớp rồi. Dạ. Là cũng chưa ra khiên được hết trơn. Dạ. Rồi cái thôi bên trong đồng có hai bao người mới khiên thằng nhanh mới về. Thằng khỏi biên luôn á. Dạ. Đó, còn thằng còn ở dưới. Đó là tôi đứng tôi trực tiếp tôi lắc xuồng lên như thế này giữ xuồng với nó luôn. Vậy là mình vô mình ginh võng mình cho mình từ đồng rồi dắt ra tới mấy mương. Ờ. Rồi từ mấy mương mình xuống với xuồng. Xuống xuồng đó. Dạ. Đậu anh ngang cái thằng kia nó mập nó lớn rồi lắm. Lấy cái đồng cái cầu á trong đồng quýnh nó cho rồi. Lấy cái cầu bắt ngang bốn người kia thằng đó vô tắt lúa mới sợ bị banh đi thẳng lên. Mà hôm đó ở đây mình thấy trời mưa lớn không chú? Rồi mưa lớn à, mưa nó dông nhiều quá, dông trong đồng mà lắm. Mà cái giờ đó khoảng mấy giờ chú? 3 giờ, 4 giờ đó, 4 giờ chiều quá đó. 4 giờ chiều ha. Nhưng mà tối rồi, cái đó là khiêng lên là dưới này là muốn sạch trời rồi. Dạ. Là mưa, rồi 5 giờ mấy rồi đó, vậy đây là đèn mình xa tối rồi đó. Dạ, dạ. Ngồi đồ chứ, xe chiếc thập đỏ mới đậu trực hào này nè, dạ. Mới kinh hai nó lên. Vậy chú khi mà đem xác hai người anh đó về á, thì mình có thấy cái trên người cơ thể anh có bị gì không chú? Có nghĩa là cái thằng chưa sạn nó đứng gì là đứng lên lấy mình á, dạ. Nó té cái quần, khoảng cái quần đùi ngang, thung ngang, dạ. Nó té từ đây nè, té dạ xuống nè, rồi sau còn mình mới chưa có hiểu là chính xác nữa, dạ. Thấy là hiện tại thôi, mới về với nhà nó chứ, về nhà tắm rửa đó, bị bụng đát không à? Dạ dạ. Tắm rửa đàng hoàng, quấn từ đây xếp đây nè, quấn té là cũng như là hỏng á. Cái đường điện á, cháy thịt ha, cháy thịt luôn. Mọi lần em á là cái tóc nó cũng như là cái mặt nó nám luôn, nám đen luôn đó. Trời trời ghê vậy, ghê lắm. Khi mà né nói chung là không có lớn tiếng nổ không có lớn, yeah. Là cũng như là nó nhập con người vô điện vô là biết là nó chạy được kia là chát thôi, chỉ cái chát thôi là hai thằng quỳ xuống đây, không có gầm gì chứ, không có gầm là cái đằng điện làm điện đi xuống là cái chát là bắt đầu là hai thằng quỳ xuống đây. Mà sao con nghe nói là có một người nào đó đang mở điện thoại? Không có điện thoại, có nghĩa là điện thoại là nói chứ nghe. Bỏ trong thùng rồi. Một thằng á bắt rồi, nó tắt nguồn. Dạ. Thì nó biết thì không tắt nguồn, nó bỏ trong cái thùng lúa. Dạ dạ. Lúa không á, là lại đẩy nắp lại. Dạ. Là lúc đó là tôi sợ thằng đó đứng lên mà sợ xét ngay vô anh. Ngay đường chứ điện thoại mở lên chào bạn, yeah. Cái điện thoại mở lên nó vẫn nếu rồi đánh ngay điện thoại là điện thoại nổ luôn. Vậy là cái điện thoại vẫn hoạt động bình thường, hoạt động bình thường, mở nguồn lên có đàng hoàng. Cái đó không biết lý do gì hết, ở giữa đồng đâu đâu phải trong cây hả chú? Trời ơi, giữa đồng mà chống giữa đồng luôn. Trời hôm qua chứ ví dụ xé đó có người chừng gáo phải không? Dạ dạ. Có chừng gáo nó ngồi bổ gì này nè. Ai kia ngồi trên ngã ba phải không? Ờ cũng như cái ngã ba ngồi chơi, nó ngồi ngay cái ba nè. Ngã cái mẫu ngã ba phải không? Mẫu rồi, ngồi trên mẫu á. Dạ dạ. Đó, có sự nữa thằng hai thằng này ngồi đây. Dạ. Hai kia ngồi đây cũng xéo đỡ đó, mà không đánh hàng đó. Dạ. Hàng cháu mấy đứa cháu mà. Dạ. Nó thôi vậy hay sao? Nó đùa rồi nè, nó vậy sao thì nó vậy. Thì thằng này mới quải cái thùng đứng lên. Nó xích cái vỏ tượng mà xịt lúa á. Dạ dạ. Kêu thằng kia mày gắn lên tao ơi. Thì kia nó thòm xuống gắn lên nó có chát. Là mày mới quay cái thùng lên quay lên lần đi nữa nó chơi lên cái thùng, dạ. Vừa quay lên là quất cái chát ra thùng quỷ xuống liền, nhào xuống liền. Mà cái xe xét nó nhỏ ha, chứ không có lớn rồi. Không có tiếng nhỏ thôi không lớn. Rồi hai thằng anh nó chạy lên, ôm lên là con hắt là máu lỗ tai ra, hết cứu rồi. Dạ. Kia thằng em lấy hết cứu rồi nên lấy thôi. Thì em dính anh mà. Rồi bên đây dính anh. Chung bác nữa, hàng chết là chung bác. Vậy là anh Vinh là cái người mà ở gần đó tiếp, nó sợ chung mà. Dạ. Chung bốn người đó
Tại vì tôi kiếm anh Vinh để hỏi thấy thế nào á. Thì ở trong Phú Xuân chạy vô hỏi nhà Vinh. Là cái anh Vinh nó ở lại cũng gần hai người bị cái đánh phải không? Cái thằng của nhớ thì quay nội đó chứ đâu có Phú Mỹ. Tao biết rồi mày vô Phú Xuân. Kể từ đoạn đi quê nội đó Phú Mỹ á. Dạ. Hai thằng nó có vợ, thằng có vợ tại đó ngay cái cầu Phú Mỹ á. Dạ dạ. Nghe đó đi rồi thằng này có vợ, thằng em có vợ về chỗ Phú Xuân. Dạ. Bên vợ của Vinh nè. Có vợ vậy đó, nó ở bên vợ. Vậy là ở bên vợ ha. Điện thoại có xịn lúa đâu rồi, ngày đó xịn lúa đó. Vậy còn tại con ở cũng gần đây mà mình. Ông đi nó ma lên hai thằng chôn ngày đó luôn. Là đem về chốt liền luôn. Là bữa sau mới chôn. À. Một giờ mới chôn. Là chôn hôm nay nữa mấy bữa rồi chú? Chôn này bữa mấy quên mẹ rồi, bữa nay chắc cũng hai bữa rồi đó. Hai bữa. Chắc bữa 11. Ừ. Chắc chiều bữa 4 giờ bữa 11. Chắc là nếu mà hai bữa chắc ngày mai mới có mã. Là không. Ngày mai mở rồi. Bữa 11, 12. Ừ, bữa sau mới chôn. Để con quyết định đi Hiếu Dứ. Để mình nhà xuống tới chiều 4 giờ 11 chạy quẹo vô tới cái cầu cũng như Chu Bon. Mình vào thấy sáng Chu Bon đó không có, nhưng mình đừng qua Chu Bon đó. Ừ. Ngay chân cái cầu có đường hẻm chạy thẳng vô hỏi mấy người bị xét đánh mà có người ta chỗ đó. Dạ. Để cảm ơn chú nghe chú. Rồi. Cảm ơn chú. Đưa lên đại cái trời. Dạ, đâu đưa lên đại. Tôi đưa chú lên YouTube về đâu đưa lên đại đâu. Ok cả nhà, thì nói chung thì hiện tại giờ đang về nhà rồi. Thì lúc nãy mình có chạy tới nhà của một người trong số hai người đó, thì mình thấy nhà cửa đang bề bộn với lại đang nô bu việc đám tang cả nhà. Thì mình thấy có lẽ là mộ của người anh nó sẽ chôn trước cửa nhà luôn, thì mình thấy gia đình cũng khó khăn á. Thì ví dụ như cô chú anh chị nào dùng muốn giúp đỡ hoặc là muốn giúp đỡ gia đình thì liên hệ với phần của mình nha, mình sẽ để cái cách liên hệ với mình ở phía dưới nha. Thì để một vài ngày sau mình sẽ quay lại đến căn nhà của anh và hỏi về gia đình của anh ha. Thì nghe nói là anh còn người vợ người con hay gì đó mà cho ở trong nhà cũng nhỏ xíu à. Tại lúc nãy mình chạy ngang mình thấy nhà đang lu bu quá, mình cũng muốn quay lại, người ta đang bị buồn đau cả nhà, mình không muốn quay làm gì. Để vài bữa ngoài ngoài đi rồi mình sẽ đến hỏi chuyện nghe nha. Thì có gì thì mọi người liên hệ với phần mô tả nha. Với phần mô tả mình sẽ ghi cái cách để liên hệ nha các nhà.